Xin chào mọi người, năm mới Tết sắp đến rồi thì chúng ta có rất là nhiều những việc cần phải bận tâm này, rồi xem xét. Và trong đó cũng việc là chúng ta lựa chọn cái tuổi xông nhà sao cho hợp với gia chủ để đem lại những may mắn tài lộc tốt nhất cho cả gia đình bạn trong một năm mới sắp đến. Chúng ta cần phải xem xét lại, bởi vì là cái người mà chúng ta lựa chọn này có thể là mỗi năm mỗi khác. Bởi vì là ngoài việc là hợp tuổi với chính gia chủ của chúng ta thì cái tuổi này nó cũng phải gọi là bình hòa, hoặc là tốt nhất là tương hợp, tương sinh với cái năm mà nó chuẩn bị đến này, tức là cái năm 2021 Tân Sửu này nữa. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tuổi 1989 Kỷ Tỵ, xem cái tuổi nào chúng ta hợp, xem cái tuổi nào mà chúng ta cần phải tránh nhé. Bản thân gia chủ của chúng ta 1989 thì năm 2021 Tân Sửu chúng ta sẽ được 33 tuổi âm lịch. Chúng ta là cầm tinh tướng con rắn Kỷ Tỵ. Kỷ sẽ là cái thiên can này, Tỵ sẽ là tuổi địa chi, đại lâm mộc, mệnh mộc, tức là gỗ lớn ở trong rừng ấy, gỗ ở trong rừng già, tức là gỗ. Về cái mệnh mộc của mình ấy, bản thân các bạn chúng ta cần hiểu về mệnh can chi của mình là nó hợp, nó xung với cái tuổi nào để chúng ta cần phải biết, thì chúng ta mới có cái mối tương quan để chúng ta xem xét tuổi nào hợp với mình. Mệnh mộc thì ngũ hành của nó ấy, nó sẽ có thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa này, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Vậy người mệnh mộc sẽ hợp với người mệnh thủy, bởi vì nó người mệnh thủy nó sẽ tương sinh cho người mệnh mộc, thì chúng ta chọn người mệnh thủy này đến xung nhà của chúng ta, tức là cái người này nó đem lại những may mắn tương sinh cho gia chủ là tốt này. Còn với người mệnh hỏa, mặc dù là nó cũng là cái mối quan hệ tương sinh cho nhau, nhưng mà là mộc sinh cho hỏa, vậy là kiểu như là nó bị sinh xuất ra ấy. Mộc bản thân gia chủ chúng ta làm hao mòn cái tài lộc của mình, may mắn của mình để tăng sinh cho người mệnh hỏa, thì là mời cái người đến này đến nhà mình ấy, thì là cũng không nên. Còn thổ và kim là chúng ta cần phải tránh rồi, bởi vì vừa khắc nó lại vừa bị nó khắc nữa. Mộc khắc thổ thì chúng ta cần phải tránh người mệnh thổ này, kim khắc mộc thì chúng ta cũng cần phải tránh người mệnh kim. Vậy về cái mệnh ngũ hành ấy, 1989 chúng ta cứ cân nhắc là ưu tiên người mệnh thủy, tránh người mệnh thổ, mệnh kim và mệnh hỏa ra nữa. Về phần thiên can, can của chúng ta là can kỷ. Can kỷ thì theo sự hợp khắc của can ấy, can kỷ nó sẽ hợp với can giáp và khắc với can ất này. Và ngoài ra can kỷ này ấy, nó còn bị can quý khắc nữa. Là chúng ta sẽ ưu tiên những người hợp là hợp với can giáp này, tránh những người là can ất và can quý. Các can khác còn lại thì bình hòa. Nói chung ở cái mức bình hòa trở đi là chúng ta có thể chọn rồi, không xung khắc nhau là được. Chi của chúng ta tuổi con giáp là tuổi Tỵ rắn, thì nó sẽ thuộc vào cái con giáp là tam hợp Tỵ Dậu Sửu, là hợp với tuổi Dậu này, tuổi Sửu này, lục hợp của tuổi Tỵ với tuổi Thân, hợp với tuổi Thân. Tuổi Tỵ này nó sẽ ở trong tứ hành xung với Dần Thân Tỵ Hợi, tức là những con giáp mà xung theo cặp, thì chúng ta cần tránh cái tuổi Hợi, bởi vì là Tỵ mấy Hợi nó sẽ là lục xung nhau, khắc khẩu này, thị phi, rồi kìm hãm lẫn nhau không tốt. Thì cái người này mà xông đất cho nhà mình thì nó chắc chắn là không đem lại những cái may mắn rồi, đó là những báo hiệu những điều bất hạnh không hay với tuổi Hợi này. Tuổi Tỵ này còn thuộc vào lục hại với tuổi Dần nữa, nên chúng ta cần phải tránh nhá. Dần này, Hợi là cần tránh. Còn tuổi Hợp ấy là tuổi Dậu, tuổi Sửu và tuổi Thân. Những con giáp khác còn lại thì ở mức bình hòa, vẫn có thể chấp nhận. Và năm nay là 2021 năm Tân Sửu. Tuổi Sửu này thì cái năm Tân Sửu này nó sẽ hợp với Tỵ này, Dậu này, Tý, người tuổi đấy. Và là cái bích thượng thổ, tức là đất ở trên vách tường nhà. Thì thổ nó sẽ hợp với hỏa kim này. Nó thực sự nó không hợp với mệnh mộc của gia chủ chúng ta lắm đâu. Tóm lại thì mình đã chọn căn cứ vào mệnh này, thiên can, địa chi, thì mình sẽ tổng hợp lên những cái tuổi đẹp và tuổi không đẹp để chúng ta cần tránh nhé. Tuổi đẹp ấy thì là một số tuổi như sau. Thứ nhất là Giáp Thân.
2004, mệnh là tuyền dung thủy. Cái chi, cái thiên can và cái mệnh của tuổi này ấy, với cái tuổi 1989 của chúng ta là khá là tốt, nó tương đồng hợp với nhau. Giáp này, giáp và can của chúng ta là can kỷ, giáp hợp kỷ, thiên can hợp nhau này. Chi, thân và tỵ, thân với tỵ là thuộc vào lục hợp. Con giáp hài hòa, phát triển, ổn định, tính cách tốt nhau là được này. Mệnh thủy nó sẽ tương sinh cho mệnh mộc, bởi vì là thủy là nước này, mộc chúng ta là cây cối thì cần phải có nước để cung cấp tưới tiêu, nên nó sẽ hỗ trợ tốt, tương sinh tốt cho người mệnh mộc này. Vậy là cái tuổi 2004 nhá, mệnh thủy, tuổi thân. Thứ hai, 2005 cũng là cái mệnh tuyền trung thủy, nhưng tuổi này là tuổi Ất Dậu. Tuổi Dậu với cái tuổi của chúng ta là tuổi Tỵ cũng rất là tốt, bởi vì là Tỵ Dậu Sửu là cái con giáp thuộc vào tam hợp nữa, cái và cái năm nay chúng ta là năm Sửu. Cái tuổi 2005 là Ất Dậu, cái tuổi Dậu này với cái tuổi 1989 tuổi Tỵ, với cái năm của chúng ta hay là 2021 là ba cái con giáp nó rất là hài hòa nhau. Tuổi này là vừa hợp với tuổi của giáp chủ này, lại vừa hợp với cái tuổi của năm này nên khá là ổn. 2005 Ất Dậu, địa chi tam hợp này, mệnh thì thủy tương sinh cho thổ, thủy tương sinh cho mộc nhé. Thứ tiếp theo là chúng ta sẽ có tuổi là 1997 Đinh Sửu, cũng là mệnh thủy, giản hạ thủy, nên chúng ta hãy ưu tiên người mệnh thủy trước nhé. Can đinh và can kỷ bình hòa này, chi của chúng ta Sửu, Sửu hợp với Tỵ, và với Sửu và với cái năm 2021 này, Sửu Sửu thì nó cũng được nhá, bình hòa hết. Mệnh thủy tương sinh cho mệnh mộc, 1989 là đại lâm mộc, mệnh mộc này nên tốt này. Tuổi tiếp theo ấy, đó chính là tuổi Nhâm Ngọ 2002 này, Quý Mùi 2003, cùng là mệnh dưỡng liễu mộc, tức là mệnh mộc với mệnh mộc của 1989, hai mộc thì nó bình hòa nhau rồi. Cái tuổi này ở mức khá, nói chung không xung khắc, nói chung là được nhá. Nhâm Ngọ 2002 này, Quý Mùi 2003 là hợp với cái tuổi 1989 này. Còn cái tuổi khác ấy, mình đã tổng hợp được 5 tuổi, 5-6 tuổi như sau. Thứ nhất ấy, 1995 Ất Hợi, sơn đầu hỏa, mệnh hỏa. Với cái tuổi Ất Hợi và kỷ tỵ của chúng ta ấy, là cái can của nó sẽ thuộc vào tương khắc với nhau này, can Ất và can kỷ. Tuổi địa chi là tuổi Hợi và tuổi Tỵ của chúng ta sẽ thuộc trong cái tứ hành xung dần thân Tỵ Hợi, phải không? Tỵ và Hợi nên nó tương xung với nhau, cần phải tránh. Và cái mệnh ở đây là mệnh hỏa. Mệnh hỏa và mệnh mộc thì nó còn thuộc vào sinh xuất nhưng cần phải tránh nữa. 1995 Ất Hợi này. Thứ hai là 1998 Mậu Dần, thành đầu thổ, mệnh thổ. Mệnh thổ đối với mệnh mộc nó sẽ thuộc vào tương khắc mộc khắc thổ này. Và cái can mậu và can kỷ thì bình hòa nhau, nhưng cái chi dần và chi tỵ nó sẽ thuộc vào tương hại, những con giáp gây hại cho nhau và không được, nên cần phải tránh cái tuổi này. Nếu không thì cả cái năm của chúng ta nó kiểu như là sẽ không may mắn này, và gặp những cái điều không may, thất bại. Thổ mộc nó tương khắc với nhau. Độ tuổi thứ ba cần phải tránh đó chính là Quý Dậu 1993 Kiếm Phong Kim, tránh những người mệnh kim, bởi vì kim nó sẽ khắc với mệnh mộc của các bạn. Can quý nó cũng khắc với can kỷ này, chi thì bình hòa rồi. Chi Dậu và chi Tỵ thì là tốt, nhưng mà cái can khác này, cái mệnh nó cũng khác nên cũng cần phải tránh nhá. Thứ tư là tuổi Đinh Hợi 2007 Ốc Thượng Thổ, can thì bình thường, nhưng mà chi tránh cái tuổi Hợi ra, bởi vì Hợi với Tỵ nó sẽ thuộc vào cái tứ hành xung lục xung, cần phải tránh này. Và cái mệnh thổ tương tự là nó thuộc vào tương khắc với mệnh mộc này. Tiếp theo cái độ tuổi thứ năm cần phải tránh ấy, đó chính là những nhóm tuổi sinh năm và có mệnh là Lộ Vàng Thổ, tức là 1991 này và 1990 Tân Mùi và Canh Ngọ. Hai ngày tuổi này can chi thì nói chung là bình hòa, nhưng mà cái mệnh nó tương khắc với nhau thổ và mộc, nên chúng ta cũng tránh những cái tuổi này ra.
mộc mệnh ấy, cái mệnh ngũ hành nó tương khắc. Đó là một số tuổi cơ bản mình đã phân tích và tổng hợp lên để chia sẻ cho tuổi gia chủ chúng ta 1989 để các bạn chúng ta biết để lựa chọn và tránh. Nếu chúng ta đã có cái tuổi nào rồi mà cần phải xem xét thêm thì có thể để lại phần bình luận phía bên dưới. Mình sẽ chỉ rõ thêm cụ thể nhé. Về từng tuổi có rất là nhiều cái nhóm tuổi khác nhau nữa. Tuổi nhiều tuổi hơn chúng ta này, bằng tuổi hay là nhỏ tuổi hơn rất là nhiều. Quan trọng là có hợp hay không thôi. Ngoài việc chúng ta xét về cái hợp tuổi theo mệnh mạng ngũ hành ấy, thì cái người được chọn đấy rồi ấy, cần phải xét thêm những cái yếu tố về bản thân người đấy. Ví dụ như là sức khỏe tốt, chúng ta không thể mời những người mà sức khỏe yếu hay là ốm đau bệnh tật để xung nhà chúng ta một năm mới được. Phải sức khỏe tốt để báo hiệu một năm mới khỏe mạnh, sung túc. Và cái người đấy cũng phải là người mà có tâm lý, đời sống, tình cảm ổn định này. Không phải là người mới ly dị hay là mới chia tay hay là làm ăn thất bại đâu. Và người ổn định tinh thần này, công việc làm ăn, học tập thì nó mức từ khá trở lên. Nói chung là tốt đẹp, làm ăn phát đạt thì càng tốt, ăn nên làm ra thì càng tốt nhá. Đặc biệt cái người mà chúng ta được chọn ý, thì không phải là phụ nữ, con gái, đặc biệt là không phải phụ nữ mang thai hay là những người mà gia đình có tang sự ý, có chuyện buồn thì chúng ta cần phải tránh những người này. Phải sức khỏe tốt, mọi thứ tình cảm này, công việc làm ăn cũng phải mức khá trở lên. Vậy thôi, hy vọng mọi người chúng ta sẽ cảm thấy hữu ích về những chia sẻ này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Chúc gia chủ chúng ta 1989 một năm 2021 thật là hạnh phúc này, vui vẻ và gặp nhiều những may mắn, niềm vui trong cuộc sống nhé.